Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phá Thái TV. Hôm nay Phá Thái tiếp tục đến nhà vườn của Ngọc Diệu review báo giá với quý cô chú rất là nhiều loại bông tre giấy nha quý cô chú anh chị, gồm giấy ghép và những cái dòng mới nha. Rồi, em chào anh Thái ạ. Em chào cô chú anh chị đã ủng hộ em cũng biết vừa qua và rất mơ cảm ơn cô chú anh chị sẽ ủng hộ em kế tiếp này ạ. Hôm nay em về một số giấy đủ màu ạ, số hết bonsai ạ và hai cây cần ham ghép cam Mỹ ạ và một số combo hồng ngọc mai và sâm gạo ạ. Rồi để không mất thời gian lâu của cô chú anh chị ạ. Số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0396137 và 709 ạ. Em ở ấp Tân Thành, xã Hòa Hành, huyện Lê Dung, Đồng Tháp ạ. Rồi em xin vô thông số là cây số 1 ạ. Là một phôi cần ham ghép cam Mỹ ạ. Bên đây là cam Mỹ, bên đây là trái tắc nha cô chú anh chị. Miền Nam của mình gọi là trái hành ạ. Quái ha. Củ rất là quái ạ. Rồi mình cho chiều cao thông số nữa. Cây có chiều cao là 50 ạ. Tán ngang là 46 ạ. Nguyên một cái nồi đế. Nguyên một cái nồi đế ạ. Một cốt chia làm hai thân nó cuộn tròn. Rất là quái luôn ạ. Rồi tổng nghe nồi. Dạ. Em đo tổng cái nồi là 48 ạ. Ở dưới đây còn cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị hai qua cái chậu kiểu đôn đế lên giúp em. Rồi giá mã số 1. Rồi mã số 1 em xin vô lưu là 1 triệu ạ. 1 triệu là em bao phí ship cho cô chú anh chị và bao sống cây luôn ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 2 ạ. Cũng là một phôi cần thân ghép cam Mỹ ạ. Cây này giáng lòng ha. Cây rất là quái luôn ạ. Cây đang có trái luôn nha cô chú anh chị. Trái rất là nhiều luôn ạ. Đây cô chú anh chị xem. Giờ đang ra bông luôn. Cây này là tầm khoảng 7-8 trái của chú anh chị. Để quái. Để rất là quái luôn. Rồi cây số 2 có chiều cao là 54 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Đây trái luôn nha cô chú anh chị. Đây nguyên một chùm trái luôn, bên đây cũng vậy luôn. Rồi mình cho cái hoành luôn. Tổng cái nồi đế là 49 ạ. Rồi giá mã số 2. Mã số 2 em xin vô lưu là 1 triệu ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 3 ạ. Là một phôi giấy Mỹ ạ. Ghép tí cẩm hạch tím siêu bông ạ. Cây em đã vô dây một nước dây nha cô chú anh chị. Củ rất là đặc, rất là quái luôn ạ. Cây có chiều cao là 76 ạ. Tán ngang là 52 ạ. Mâm trên rất là đều ha. Cây này hai mâm ạ. Rồi có hoành em đo vị trí này là 24 ạ. Cây này về quý cô chú mình muốn nâng cây mình bỏ chi này. Bỏ cái chi này. Để một mâm ở trên. Nhìn lực cây. Nhìn một cốt ạ. Rồi mã số 3 em xin vô lưu là 1 triệu 3 ạ. Rồi. 1 triệu 3 là em bao phí ship cho cô chú anh chị ạ. Và bông giấy em ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị ạ. Tiếp theo mã số 4 ạ. Cũng là một phôi giấy Mỹ à. Kép cẩm hạch hồng ạ. Cây có chiều cao là 65 ạ. Tán ngang là 72 ạ. Này về quý này chú có mình một nhánh có hồng ạ. Về quý chú mình thay sang cái chậu dĩa ha, để rất là đẹp luôn. Cẩm thạch hồng nhìn màu rất là ngọt. Cây có hoành là 22 ạ. Này về lên cái chậu đôn. Cái củ này rất là đặc nha cô chú anh chị, cũng rất là quái luôn ạ. Rồi mã số 4 em xin vô lưu là 1 triệu mốt ạ. 1 triệu mốt là em bao cái ship cho cô chú anh chị và bao số cây trong vòng 1 tháng ạ. Rồi cây này hàng lớn ha. Phơm tàn đủ luôn. Rồi tiếp theo mã số 5 ạ. Cũng là một cây cẩm hạch hồng ạ. Cây có chiều cao là 75 ạ. Tán ngang là 72 ạ. Có hoành là 24 ạ. Đế rất là đặc. Đế rất là quái luôn ạ. Rồi. Đế rất sạch. Tiếp theo mã số 5 em xin vô lưu là 1 triệu mốt ạ. Mã số 4 ạ. Mã số 6. Rồi mã số 6 ạ, cũng là một cây cẩm thạch hồng ạ. Cây có chiều cao là 69 ạ. Tán ngang là 90 ạ. Này vô dây hết nước luôn quý cô chú anh chị. Chia tàn ra đều rồi.
Cây gấu hoành là 18 ạ. Vàng xương rất là dày ha. Rồi mở số xá em xin vô lưu là 900k ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 7 là một cây hồng tiết ạ. Màu hồng rất là ngọt nha cô chú anh chị. Cây này về mình lấy bo được rất là nhiều ạ. Dòng này cũng rất là sai hoa, giống sai như hoa là... nó giống như tím tiết ấy cô chú anh chị. Nhưng mà nó có màu hồng, dòng nó màu hồng nó rất là ngọt luôn ạ, rất là sáng ạ. Rồi mã số 7 cây có chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang là 7/8 ạ. Có hoành là 19 ạ. Củ rất là quái luôn ạ. Củ quái cây rất là sạch luôn ạ. Rồi tiếp theo mã số 7 xin lưu lưu là 700k ạ. Rồi 700k là em bao phí ship cho cô chú anh chị và bao sắm cây trong vòng 1 tháng luôn ạ. Một trong 3 dòng tuyết hồng tuyết. Tiếp theo mã số 8 cũng là một cây hồng tuyết ạ. Cây có chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 68 ạ. Có hoành là 21 ạ. Củ rất là quái luôn ạ. Củ rất là sạch luôn ạ. Già cũ luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 8 em xin vô lưu là 700k ạ. Rồi. Quá sáng lên bức luôn rồi. Tiếp theo mã số 9 ạ. Dòng này siêu hoa luôn cô chú anh chị. Nó giống như tím tiết ha. Nó sai hoa. Này về quý cô chú mình cơi là mấy cái đọt này mình lấy bo nha, là nó sẽ ra cái form tàn đặc. Rồi mã số 9 có chiều cao là 90 ạ. Đấy nghe em nó hạo cho mình là 65 ạ. Dòng này cơi nó mau lên hoa lắm quý cô chú anh chị, đây nè. Ra đọt là nó ra hoa. Có hoành là 16 ạ. Rồi mã số 9 em xin vô lưu là 600k ạ. Rồi. Lên kẹo búp hết trơn. Tiếp theo mã số 10 ạ. Cũng là một cây hồng tiết luôn ạ. Cây có chiều cao là 88 ạ. Tán ngang là 82 ạ. Cây có hoành là 19 ạ. Gần 20 luôn, em tính được 9 em có chú anh chị. Rồi mã số 10 em xin vô lưu là 600k ạ. 600k là em bao cái ship cho cô chú anh chị à, và bao sắm cây trong vòng 1 tháng luôn ạ. À. Số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0396137709 ạ. À. Tiếp theo mã số 11 ạ. À, là một pho giấy Mỹ ghép tím bướm ạ. À. Cây có thế bonsai luôn ạ. À. Cây có chiều cao là 66 ạ. À. Đang gỗ bông luôn cô chú anh chị. Tán ngang là 57 ạ. À. Về quý chú mình vui vậy. Đúng, cái màu rất là đẹp luôn ạ. Đúng à. Bonsai luôn. Tay cành nó đủ. Cây có hoành là 22 ạ. Rồi, đế gơm ha. Đế chứ mà gơm ạ. À. Sạch. Đế sạch luôn. Rồi, mã số 11 em xin vô lưu là 750k ạ. À. Tiếp theo mã số 12 cũng là một pho giấy Mỹ ghép tím bướm ạ. À. Có chiều cao là 63 ạ. À. Tán ngang là 46 ạ. À. Cây này giống con thú ha. Có hoành là 26 ạ. À. Cái đuôi nè. Đuôi rất là gì. Này chân trước nè. Rất là đẹp luôn ạ. À. Rồi số 12 em xin lưu là 750k ạ. À. Tiếp theo mã số 13 ạ. À. Là một pho giấy Mỹ ghép tím bướm luôn ạ. À. Cây có chiều cao là 61. Tán ngang là 53. Cây có hoành là 23 ạ. Củ rất là quái đó cô chú anh chị. Củ rất là sạch không tì vết luôn ạ. À. Dạ, mã số 13 em xin vô lưu là 750k ạ. À. Tiếp theo mã số 14 là một pho giấy Mỹ ghép tím bướm luôn ạ. À. Cây có chiều cao là 62. Tán ngang là 47 ạ. À. Đây cũng rất là quái nha cô chú anh chị. Cây em cũng đã vô dây một nước dây ạ. À. Cây có hoành là 17 ạ. À. Mà về quý chú mình phân chi ra là đủ chi luôn nha. Tại cành nó đóng đẹp. Rồi, dạ. Rồi mã số 14 em xin lưu là 750k ạ. À.
Tiếp theo mã số 15 là một cây đại phúc ạ. Cây có chiều cao là 1m. Sáng ngang là 70 ạ. Hoa to ha. Đặc biệt hoa này già, hoa nó lên cái màu sậm quý cô chú anh chị. Có hoành là 23 ạ. Mới nở nó màu trắng, màu tím lục bình. Rồi mã số 15 em xin cho luôn là 650k ạ. Tiếp theo mã số 16 ạ. Là một phôi với Mỹ ạ. Ghép tím lửa ạ. Cây có chiều cao là 83 ạ. Sáng ngang là 72 ạ. Đây tím lửa nở hoa nè. Đang bút cho cô chú anh chị. Có hoành là 24 ạ. Cái nồi đế dưới đây còn sao cô chú anh chị về đôn đế giúp em ạ. Đây đế rất sạch ha. Đế già đế luôn ạ. Rồi mã số 16 như luôn là 800k ạ. Đặc biệt là cái màu tím lửa cô chú anh chị, mình tối nó phản xạ lại, phản chiếu lại rất là đẹp cô chú anh chị. Mình ra nắng phản chiếu lại rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây tím lửa ạ. Có chiều cao là 90 ạ. Tán ngang là 60 ạ. Cây này dáng lắc rất đẹp ha. Có hoành là 25 ạ. Dạ. Này đế dưới còn đế dưới còn sâu quá cô chú anh chị, về đôn bên giúp em. Đây tím lửa nở hoa nè, màu tím rất là đẹp. Cây cũ rất là đặc luôn ạ. Rồi mã số 17 xin như luôn là 800k ạ. Rồi mã số 18 cũng là một cây tím lửa một cốt ạ. Ngày về mình cưa xác cho chúng mình đưa nó lên làm một cốt ạ. Cây có chiều cao là 1m03 ạ. Tán ngang là 60 ạ. Có hoành em đâu vị trí này là 18 ạ. Đế ở dưới. Đế ra tới đụng chậu luôn. Và mấy cái vết cắt này về quý cô chú mình cạp, mình cắt xử lý sát vô nha, mình chét dạ, keo lại. Chét keo lại. Trên nói chung là dòng Mỹ dốc. Thì nó sống rất là mạnh luôn có chứ anh chị. Rồi, dạ. Rồi mã số 18 mình xin vô luôn là 700k ạ. Tiếp theo mã số 19 ạ. Là một cây tím lửa một cốt ạ. Quá xá tợt luôn rồi. Cái này về lấy bò. Cũ rất là bò. Đây có chiều cao là 1m3. Cái nghe em nói hảo gì cho mình là 75 ạ. Này cái bít ghép này, cái bít ghép đó cô chú anh chị đã liền kéo bít mặt luôn. Cây có hoành là 28 ạ. Để còn ha. Đây cái màu tím lửa nó đang full. À, cái dòng lửa là từ cây tới đâu lục hoa nó ra tới đó cô chú anh chị, nó từ nó ra từ là nó ra hoa. Rồi giá luôn. Rồi mã số 19 em xin lưu là 1.1 triệu ạ. Rồi. Hiện tại cái tông một cốt thì rất là thịnh hành quý cô chú anh chị em. Nó thoáng ha. Tiếp theo mã số 20 ạ. Cũng là một cây tím lửa và một ghép chung đỏ lửa và kiếm lửa ạ. Hai màu lửa. Cây một cốt luôn ạ. Đây đỏ lửa nè. Tím lửa. Cây có chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 72 ạ. Cây có hoành là 18 ạ. Cũ rất là già cũ rồi cô chú không vậy. Rồi mã số 20 xin lưu là 550k ạ. Tiếp theo mã số 31 là một cây ba màu lửa ạ. Đỏ 21. Lửa, cam lửa và tím lửa ạ. Mã số 21. Mã số 21. Đây tím lửa nè. Mã số 21 có chiều cao là 1m1. Cam lửa. Tán ngang em lo hạo cho mình là 70. Đỏ lửa. Cây có hoành là 14 ạ. Đế này còn dưới nữa nè. Rồi mã số 24 em xin lưu là 550k ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 22 ạ. Là một cây cam lửa. Cây có chiều cao là 1m08. Tán ngang là 67 ạ. Em đo hạo cho mình chứ em không có đo hết cái tượng cái cô chú anh chị, lúc nào cũng chuẩn chừng hao ạ.
nay có hoành là 18 ạ. Ủ đế cũng rất là quái ạ. Rồi mã số 22 em xin lưu lưu là 500k ạ. Tiếp theo mã số 23 cũng là một cây cam nữa. Cây có chiều cao là 1m05. Tán ngang là 70 ạ. Cây có hoành là 17 ạ. Dưới này còn đế nữa ha. Rồi, cây số 23 lưu là 500k ạ. Cái dòng lửa là mình để, mình mãn cho mình để bò hàng gà nó rất là đẹp quý anh chị, bởi vì tụt nó tới đâu là hoa nó tới đó ạ. Tiếp theo, mã số 24. Mã số 24 là một cây đỏ lửa, cây có chiều cao là 1m07 ạ. Tán ngang là 73 ạ. Cây có hoành là 15 ạ. Rồi mã số 24 xin lưu là 500k ạ. Tiếp theo mã số 25 ạ. Là một cây đỏ lửa luôn ạ. Cây có chiều cao là 1m02 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Lên hoa nè quý cô chú anh chị. Cái gà tới ngoài đọt luôn. Cây có hoành là 15 ạ. Rồi mã số 25 em xin lưu là 500k ạ. Con tàn rất là dày nghe cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 26 ạ. Cái là đỏ lửa. Cây đỏ lửa luôn ạ. Cây có chiều cao là 1m03 ạ. Tán ngang là 70. Lên hoa màu đỏ lửa rất là ngọt. Cây có hoành là 16 ạ. Mã số 26 xin lưu là 500k ạ. Chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Cây có hoành là 15 ạ. Cái này lúc mình bứng cô chú anh chị nó ấy, nhưng mà nó đã lên liền rồi, nó đã khô da rồi. Rồi mã số 27 xin lưu là 500k ạ. Tiếp theo mã số 28 là một phơi giấy Mỹ ghép ngũ sắc ạ. Tan phun mặt hoa đủ 5 màu của chú anh chị luôn ạ. Cây có chiều cao là 1m04. Tán ngang là 77 ạ. Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu phớt hồng là cây 5 màu. Cây có hoành là 17 ạ. 5 màu của ngũ sắc thái nha. Rồi mã số 28 em xin lưu là 600k ạ. 600k là em bao phí ship cho cô chú anh chị ạ. Đến tặng nhà và bao xuống cây trong vòng 1 tháng ạ. Thì giờ những cây hoa giấy này thì mình chắc ăn mình nó đã sống rồi. Rồi mã số 29 ạ. Cũng là một phôi giấy Mỹ ghép ngũ sắc ạ. Cây có chiều cao là 1m02 ạ. Tán ngang là 75 ạ. Phớt hồng quý cô chú anh chị em. Màu hồng rất là ngọt luôn, màu đỏ ở trên, màu cam, màu vàng. Cây có hoành là 17 ạ. Rồi mã số 29 em xin lưu là 600k ạ. Tiếp theo mã số 30 là một cây trăm ổi hoa hôm ạ. Trăm ổi ngũ sắc. Hoa lên rồi quý cô chú anh chị em. Hoa nó đổi màu rồi cô chú anh chị. Nó trong này nó có màu tím, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Cây có chiều cao là 1m25 ạ. Tán ngang là 68 ạ. Quanh này đại diện chắc cỡ 7 không? Dạ, cỡ 7,5 đó cô chú anh chị. Rồi, tính 7 đi. Phôm tàn rất là tròn. Cây một cốt luôn ạ. Cây này là cây nguyên thủy nha cô chú anh chị. Nuôi rất là lâu trong chậu mới được một cái hoành rồi như vậy ạ. Rồi mã số 30 xin lưu là 500k ạ. Rồi phôm tròn vo luôn mà. Đây phôm tròn luôn rất chị. Là tròn. Tiếp theo mã số 31 ạ.
cũng là một cây cho mỏi à. Cây có chiều cao là 1m3 hơn đó. Cái ngang là 65 ạ. À. Thơm mùi ổi xẻ. Dạ có hoành cũng dao động như vậy ạ. Cỡ 7 vậy. Cỡ hơn 7 à. 7. Rồi, cây số 31 xin luôn là 500k ạ. À. Rồi. À, cho mỗi này em ship em cũng đóng khung cũng như bông giấy cho cô anh chị. Bởi vì phần đó của chú anh chị yên tâm ạ. À. Rồi mã số 32 là một combo hồng ngọc mai ạ. À. 3 cây ạ. À. Để sổ đế quái luôn. Cây có chiều cao là 36 ạ. À. Rất là quái luôn à, thích hợp mình làm tiểu cảnh à. Bonsai luôn à. Rồi mã số 32 xin luôn là 550k à. Hoa rất đẹp quý chú anh chị, có trái nữa ha. Đây em mới cơi, nó mới lên ụ lại. Mới lên tược rồi. Rồi mã số 33 à. Đây hoa nè cô chú anh chị. Nó chưa có nở cô chú anh chị. Búp búp. Nhưng mà hoa nó cũng rất là thơm cô chú anh chị. Rồi mã số 33, cây có chiều cao là 33 à. Rồi mã số 33 em xin cho là 550k ạ. Rồi, làm 3 chậu, 3 cây. Tiếp theo mã số 34 cũng là một combo hồng ngọc mai ạ. À. Đây bông mới nè cô chú anh chị. Hoa nó có mùi thơm nhẹ. Cây có chiều cao là 33 ạ. À. Rồi, combo số 34 là 550k luôn ạ. À. Đồng giá cho quý cô chú anh chị lựa chọn ạ. À. Tiếp theo, mã số 35 ạ. À, là combo 5 cây hồng ngọc mai ạ. À. Cây có chiều cao là 23 ạ. À. Đế rất là quái ha, sổ đế lên. Rồi, mã số 35 em xin luôn là 600k ạ, à, 5 cây hồng ngọc mai ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 36 ạ. À. Là một cây sam gạo ạ. À. Cây có chiều cao là 29 ạ. À. Tán ngang là 43 ạ. À. Cây có hoành là 13 ạ. À. Em chưa có khu đế nha cô chú anh chị, về khu đế giúp em ạ. À. Để gì cho cây nó khỏe cô chú anh chị. Rồi cây số 36 em xin vô luôn là 200k ạ. À. Rồi cây số 37 ạ. À. Cũng là một cây sam gạo ạ. À. Cây có chiều cao là 34 ạ. À. Tán ngang là 60 ạ. À. Cây này về làm cây bài được nha quý cô chú chị. Cây có hoành là 13 ạ. À. Rộng lắc rộng rất là đẹp. Rồi mã số 37 xin lưu là 200k ạ. À. Sam gạo em bán đồng giá của chú anh chị mình lựa thoải mái ạ. À. Rồi số 38 cây có chiều cao là 35 ạ. À. Tán ngang là 55 ạ. À. Cây này nó có hai thân ạ. À. Hai thân dính liền ha. Phù thê. Phù thê luôn ạ. Rồi. Rồi mã số 38 xin lưu là 200k ạ. À. Tiếp theo mã số 39 cũng là một cây sam gạo ạ. À. Này dán đại bàng cung cánh. Cây có chiều cao là 27 ạ. À. Cây này rất là quái ạ. À. Chi tàn rất là đẹp ạ. À. Rồi giá luôn ạ. Rồi mã số 39 em xin lưu là 200k ạ. À. Rồi mã số 39 cũng là một số cuối clip của nhà vườn em. Cuối clip em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ạ. À. Và rất mong cô chú anh chị ủng hộ em clip này ạ. À. Rồi, em xin chào cô chú anh chị ạ. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi clip ha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo nha.